Đã rất lâu rồi kể từ trận chiến khốc liệt năm 1968, sau khi Kenshi mang hết nỗi uất hận của mình vào trong thanh kiếm katana, không màng sống chết lao vào trận địa càn quét quân thù, anh đã góp công lớn giúp nghĩa quân lật đổ ách thống trị của phe Mạc phủ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chấm hết khi Kenshi từ bỏ thanh kiếm của mình quay đầu rời đi trong màn sương tuyết, thì bất ngờ trong đám đó một tên lính ngoi lên chạm tay vào thanh kiếm. Ngay lập tức hàng ngàn tiếng than khóc ai oán vang lên, đó chính là dấu hiệu báo rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong lúc đó phe Mạc phủ vẫn còn một cao thủ tên Saito, anh ta muốn nhân dịp này so tài cao thấp với Kenshi, nhưng chỉ tiếc là Kenshi đã chủ động từ bỏ. 10 năm sau, sát thủ vang danh một thời giờ đã không còn nữa, Kenshi bây giờ chỉ là một lãng khách đơn độc lang thang bốn phương. Hiện tại tuy người dân được sống trong cảnh thái bình, nhưng họ đâu biết rằng đang có một trận sóng gió lớn sắp xảy ra. Một doanh nhân giàu có tên Takeda đang nung nấu một âm mưu thâm độc, hắn thuê một đội ngũ các nhà nghiên cứu giỏi nhất để điều chế ra công thức mai thúy, sau đó cho đám sát thủ trừ khử những người còn lại bịt đầu mối, chỉ giữ lại một mình nữ bác sĩ trẻ tên Megumi. Mục đích của tên khốn này chính là muốn toàn bộ người dân phải chìm trong cái chết trắng. Ở bên ngoài cũng đang có một cảnh sát chìm bị sát hại dã man, bên cạnh thi thể còn để lại mảnh giấy ghi tên Kamiya Batosai, đó chính là cái tên khác của Kenshi. Mà người điều tra vụ này lại là Saito, kiếm sĩ của Mạc phủ năm đó. Anh nhìn qua đã biết đây chỉ là một kẻ mạo danh. Vì cách thức ra tay này vốn không giống với Kenshi, nhưng tạm thời vẫn chưa biết tên giả mạo này làm thế với mục đích gì. Kenshi lúc này cũng tình cờ nhận được cáo trạng đang truy nã mình, còn chưa đọc hết được nội dung trên đó đã bị một cô gái trẻ chĩa mũi kiếm gỗ vào mặt. Thì ra nơi đây có chỉ thị cấm mang theo vũ khí, thấy Kenshi cầm theo một thanh kiếm, cô nàng nghĩ chính anh là tên sát thủ kia. Còn không cho Kenshi kịp giải thích, cô gái đã xông đến tấn công tới tấp, chỉ tiếc là trình độ quá non nên không cách nào đánh trúng được. Cuối cùng Kenshi đành phải rút thanh kiếm của mình ra, anh nói rằng đây chỉ là một thanh kiếm lưỡi ngược, nếu có gây sát thương thì cũng chỉ hại chính bản thân mình mà thôi. Sau khi biết mọi chuyện là hiểu lầm cô gái nói mình tên Kaozu, người của môn phái Kamiya, tay sát thủ kia dám mạo danh là người trong môn phái nên cô đang đi tìm hắn tính sổ, chính vì thế mới dẫn đến hiểu lầm này. Ở phía khác, Saito đã đoán ra được Takeda có liên quan đến vụ này, nhưng khi anh đưa tấm giấy ở hiện trường ra để tra khảo, hắn chẳng những không quan tâm mà còn nói rằng samurai các người giờ đã hết thời rồi. Ngay sau đó là cảnh một đám kiếm sĩ samurai bất chấp liêm sỉ lao vào tranh nhau miếng ăn. Saito vốn dĩ cũng là một võ sĩ samurai chân chính, phải chứng kiến đồng môn của mình phải sống như những kẻ ăn xin nhất thời, anh không thể nào chấp nhận được. Cứ thế Saito miễn cưỡng rời đi trong nụ cười tự đắc của tên trùm mai thúy. Nhưng niềm vui trên khuôn mặt hắn sớm tắt khi đám đàn em báo tin bác sĩ Megumi đã bỏ trốn. Nếu cô ta mang công thức mai thúy giao cho cảnh sát thì chắc chắn cả băng đảng sẽ phải ngồi tù mọt gông. Không chậm trễ, hắn sai một đàn em thân tín tên Jinei đi truy tìm. Hắn nói dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào thì cũng phải cướp công thức mai thúy về cho bằng được. Đúng như dự đoán, Megumi đang ở đồn cảnh sát trình báo về tội ác của tên Takeda. Cô gái cứ nghĩ rằng mình đã được an toàn, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Bên ngoài, tên sát thủ Jinei đang rất lộng hành, ngang nhiên ra tay giết cả cảnh sát giữa ban ngày, mỗi đường kiếm tung ra đều rất hiểm độc và tàn ác. Một cảnh sát lao đến tấn công nhưng đã bị đôi mắt của hắn thôi miên, thì ra hắn chính là tên kiếm sĩ đã chạm vào thanh kiếm của Kenshi năm đó. Sau khi hạ gục đám cảnh vệ xấu số, hắn bắt đầu truy tìm Megumi, nhưng rất may là cô tiến sĩ đã kịp lao mình qua cửa sổ chạy thoát. Tình cờ lúc hắn lần theo dấu vết ra bên ngoài đã bắt gặp Kaozu dưới chân cầu, mà cô cũng nhìn ra kẻ trước mắt chính là người trong bản cáo trạng. Kaozu lại một lần nữa dùng thanh kiếm gỗ xông lên bắt người, nhưng tất nhiên so với hắn cô gái chỉ là dạng tôm tép, trong phút chốc đã bị đánh ngã sốt mặt lầm. Khi hắn chuẩn bị vung kiếm chém xuống thì bất ngờ một bóng sáng lao đến ôm lấy Kaozu, đó chính là lãng khách Kenshi. Mặc dù anh đang tỏ ra ngây ngô vô số tội, nhưng tên sát thủ vẫn nhận ra dựa vào vết sẹo trên khuôn mặt và thân thủ nhanh nhẹn, mà khi hắn giở thuật thôi miên với Kenshi cũng không có tác dụng, điều này càng chứng minh nhận định của hắn là chính xác. Ngay sau đó Kaozu dẫn Kenshi về võ đường, cô rất buồn vì môn phái Kamiya vốn danh tiếng lẫy lừng là thế, nhưng giờ tới lượt truyền nhân là cô lại không thể làm nên được trò trống gì. Quả nhiên ngay sau khi Kenshi cúi chào rời đi, một đám samurai côn đồ đã kéo đến quấy rối. Chúng nghe lệnh một tên nhà giàu đến mua lại mảnh đất, thấy Kaozu không đồng ý chúng bắt đầu quay ra đập phá võ quán, nhẫn tâm đạp nát đi tấm biển hiệu danh giá của môn phái. Ngay lúc này một tên lâu la bị đánh văng ra xa, người xuất hiện không ai khác chính là lãng khách Kenshi. Bọn này vẫn chưa biết trời cao đất dày lao vào tấn công, kết quả Kenshi chỉ cần dùng tay không cũng đánh cho đám lâu la không thấy đường về. Sau đó Kenshi đi vào bên trong, mang tô một vòng lấy cho mình một thanh kiếm gỗ, lần lượt bón cho từng tên một ăn hành ngập mặt. Sau cùng chỉ còn hai tên cầm đầu, Kenshi rút ra thanh kiếm ngược của mình và nói rằng để tao dạy cho chúng mày hiểu thế nào là kiếm pháp, chẳng cần nói cũng biết chúng phải chịu kết cục thê thảm thế nào. May mà đó chỉ là thanh kiếm ngược chứ không thì đã sớm về đoàn tụ với tổ tiên. Chứng kiến kiếm pháp tuyệt đỉnh của người lãng khách trước mặt, Kaozu dường như đã đoán biết được anh chính là huyền thoại Batosai. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cảnh sát đã ập đến, áp giải tất cả về đồn, trong đó có Kenshi. Saito rất nhanh đã nhận ra người quen năm cũ, cả hai từ trận chiến năm 1968 giờ mới có cơ hội chạm trán. Nhưng lần này Saito đến tìm là muốn dẫn Kenshi đi gặp thị trưởng Yamagata.
họ đưa cho anh xem một cục mai thúy đã lấy được từ phía Takeda và nói rõ về âm mưu thâm độc của tên khốn này. Ông Yamagata không muốn đất nước rơi vào cảnh lầm than nên muốn Kenshi gia nhập quân đội đem tài năng của mình vào trong thanh kiếm. Tuy nhiên Kenshi vẫn một mực từ chối, anh nói mình giờ không quan tâm đến thế sự nữa, chỉ muốn làm một lãng khách bình thường sống rong ruổi mà thôi. Saito nhìn vào thanh katana lưỡi ngực của Kenshi, cảm thấy nó như một trò đùa nên quyết định thách đấu một trận. Hai cao thủ sau 10 năm lại đụng độ nhau giữa cơn mưa tầm tã, nhưng trong khi Saito nghiêm túc với trận đấu bao nhiêu thì Kenshi lại chỉ chọn cách tránh né các chiêu thức đó. Cho dù lưới kiếm ngược đã ghim thẳng vào vai khiến anh bị trọng thương, Kenshi vẫn kiên quyết nói rằng tôi sẽ không bao giờ giết người nữa. Cuối cùng ngài Yamagata cũng nhận ra sát thủ Bato Sai năm đó giờ đã không còn nữa, ông cho dừng trận đấu và giải thoát cho Kenshi. Ở bên ngoài Kaoju đã đang đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Kenshi cô niềm nở tiến đến đưa cho anh chiếc ô. Kể từ ngày rời xa Tomo, Kenshi không gần gũi bất kỳ cô gái nào, nhưng hành động nhẹ nhàng này của Kaoju có chút làm anh thấy ấm lòng. Sau đó Kenshi đồng ý theo Kaoju về võ quán, vừa hay bắt gặp cô tiến sĩ Megumi cũng ở đây, do trong lúc chạy trốn vô tình được cậu bé em trai của Kaoju tốt bụng cho về đây tá túc. Sau khi biết người lãng khách trước mặt chính là Bato Sai danh tiếng lẫy lừng, cô tiến sĩ liền bật luôn chế độ mê trai cấp độ 12, bất chấp liêm sỉ bám lấy Kenshi ngay trốn đông người. Bất ngờ tên Takeda cùng lũ ô hợp cũng kéo vào quán tìm người, cô tiến sĩ hoảng hốt liền lặng lẽ trốn vào bên trong. Lúc này một tên đàn em phát hiện ra Kenshi chính là người hạ đám samurai ở võ quán, nên chúng đã mang một túi tiền to đến muốn thuê anh làm vệ sĩ riêng cho ông chủ. Nhưng không ngờ trước thái độ ung dung tự đắc của tên Takeda, Kenshi lại từ chối thẳng thừng khiến hắn tỏ ra vô cùng sôi máu. Vừa hay lúc này có một tên kiếm sĩ samurai khác đi vào nói rằng mình mới ra tù đang sắp chết đói, vì thế nên hắn muốn thách đấu với Kenshi để lấy được số tiền kia. Vì không muốn làm người dân trong quán hoảng sợ, Kenshi miễn cưỡng cùng hắn ra chân cầu tỉ thí. Vừa ra đến nơi tên này lấy ra một thanh đao siêu to mang nhãn hiệu của bà Tân, múa may quay cuồng nhìn rất ra gì và này nọ. Tuy nhiên trước mặt Kenshi đó cũng chỉ là đồ bỏ, anh không cần đánh lại mà chỉ tránh né cũng làm tên kiếm sĩ đao to mệt tụt cả quần. Cuối cùng Kenshi nhìn về phía Takeda nói rằng anh là một kiếm sĩ nhưng lại sẵn sàng làm việc cho hạng người này sao. Câu nói của Kenshi như hồi chuông thức tỉnh tinh thần samurai trong hắn, kết quả là cuộc tỉ thí dừng lại trong hòa bình. Chỉ có riêng tên Takeda cùng đám Lola vẫn tỏ ra rất cay cú. Cùng lúc đó tên Kinei do không thể khống chế được ma lực của thanh kiếm Katana, hắn điên cuồng ra tay tàn sát khắp nơi, bất kể cảnh sát hay Kono đều không thoát khỏi cái kết bi thảm. Một thiếu nữ đang gào khóc bên một thi thể khiến Kenshi nhớ lại ký ức đau buồn năm xưa, anh vì hoàn thành nhiệm vụ đã ra tay với một nhóm người. Trong đó có một chàng trai vì ngày mai là ngày cưới nên rất khao khát sống, nhưng cuối cùng vẫn bị thanh kiếm trong tay của Kenshi cướp đi sinh mạng. Càng nghiệt ngã hơn khi người vợ sắp cưới kia lại là người anh yêu sâu đậm sau này. Hai vết sẹo trên mặt Kenshi cũng chính là dấu ấn của mối tình oan trái đó. Ở phía khác tên Takeda bắt đầu thực hiện dã tâm của mình khi mua về một khẩu súng 6 nòng. Sau đó bàn tính với đám đàn em bằng mọi cách xâm chiếm được mảnh đất của võ quán, vì phải chiếm được vị trí này mới có thể phân phát mai thúy đi khắp nơi được. Quả nhiên ngay sau đó toàn bộ người xung quanh võ quán đều bị trúng độc, Kenshi không cần điều tra cũng biết mọi chuyện là do tên khốn Takeda gây ra. Nếu cứ khoanh tay đứng nhìn thì toàn bộ người dân nơi đây chắc chắn phải chịu cảnh lầm than. Khoảnh khắc đó Kenshi đã quyết định ra tay ngăn chặn chuyện này. Vừa hay khi ra đến cửa, Sanuke cũng ôm thanh đại đao đến nói muốn đi chung một đội. Trong lúc này, nữ tiến sĩ Megumi một mình đến tìm Takeda với lý do giao cho hắn công thức mai thúy, chờ cơ hội ra tay giết tên cặn bã này trừ hại cho dân. Tuy nhiên khi cô vừa vung dao lên đã bị một tên mặt nạ quỷ chặn được, không những thế cô còn bị bọn chúng đánh đập dã man. Lúc này ở phía ngoài Kenshi đã tìm đến, huyền thoại Bato Sai một thời đã thực sự trở lại, vẫn là những đường kiếm ảo diệu càn quét quân thủ. Điểm khác biệt duy nhất đó là anh vẫn dùng thanh kiếm lưỡi ngược, vì thế mà đám quân ô hợp vẫn còn giữ lại được mạng. Với sự giúp sức của Sanike, hai người rất nhanh đã đàn áp hết đám samurai bảo vệ phía dưới. Takeda phía trên tiếp tục tung tiền treo thưởng cho ai giết được Kenshi, đám quân phía dưới thấy tiền hoa mắt một lần nữa xông lên. Nhưng chúng vốn không phải là đối thủ của Kenshi và Sanike, nên sau một hồi ăn hành ngập mặt đã phải cam chịu nằm bê bết một đống dưới sàn. Nhưng khi vào bên trong hai người đã bắt gặp cao thủ thật sự, trong khi Sanike đang đọ xem thằng nào chịu đòn tốt hơn, thì Kenshi cũng đang phải đối mặt với một tên khác đeo mặt nạ quỷ, hắn dùng ám khí móc ngược Kenshi lên trần nhà sau đó điên cuồng nã đạn. Nhưng tên này quên mất một điều rằng mình đang đối diện với huyền thoại Bato Sai, anh lao mình xuống dùng kiếm né đạn trong phút chốc đã áp sát buộc hắn phải rút đoàn đao ra chống trả. Mà phía này Sanike sau một hồi thi nhau đập phá cùng đối thủ đã xin hoãn binh vì đói, thế là hai thằng chia nhau ăn bánh uống rượu lấy sức chiến đấu. Sau khi ăn uống no say hai kiếm sĩ tấu hài lại lao vào đọ sức, nhưng chắc do Sanike ăn hơn một quả trứng sống nên đã chiếm được ưu thế. Kết quả là anh đo ván bằng pha vật ngửa khiến đối thủ cắm đầu xuống ngất ngay tại chỗ. Mà phía này trận chiến của Kenshi cũng gần đi đến hồi kết. Anh tung ra hàng loạt những sát chiêu và kết thúc bằng một pha chém ngang bụng. Tuy không gây sát thương nhưng thế cũng đủ chứng minh đẳng cấp quá vượt trội. Sau đó hai người tiếp tục đi tìm Takeda trên lầu, tuy nhiên chưa kịp mở cửa đã bị tấn công bằng những cơn mưa đạn. Thì ra tên khốn này đang dùng khẩu liên thanh 6 nòng chờ sẵn, hắn còn tự tin rằng với vũ khí này samurai cũng chỉ là con tép mà thôi.
Vừa hay lúc này cảnh sát Saito cũng tìm đến nơi, thấy tình hình không ổn nên đã bàn với Kenshi dùng kế điệu hổ ly sơn. Một mặt cho Kenshi và Sanike thu hút đạn về một phía, một mặt khác Saito lợi dụng sơ hở dùng khinh công nhảy lên chém đứt cây đèn chùm rơi trúng đầu Takeda. Sau pha phối hợp đỉnh cao đó, tên trùm Mai Thúy đã bị tóm gọn đưa về đồn, còn Kenshi nhanh chóng đi giải cứu Megumi. Nhưng ngay lúc này cô lại nói rằng Kaoru đã bị Kinei bắt đi, mục đích của hắn là ép Kenshi phải quyết một trận tử chiến. Quả nhiên khi nhìn thấy Kenshi tìm đến, Kinei đã ra tay đạp Kaoru ngã xuống bậc thang buộc Kenshi phải xông lên đối đầu. Cứ thế hắn lao vào tung ra rất nhiều nhát kiếm hiểm độc như muốn lấy mạng Kenshi, tuy vậy nhưng anh vẫn chỉ chọn cách lùi về sau tránh né. Sau nhiều đường kiếm nhân từ với đối thủ, Kenshi đã bị đâm trúng, còn thanh kiếm của anh vì là lưỡi ngược nên hắn đã không hề hấn gì. Ngay sau đó hắn nhẫn tâm dùng thuật thôi miên khống chế huyết mạch của Kaoru và nói rằng trong 2 phút Kenshi không đánh thắng được thì cô gái đó sẽ bỏ mạng. Nhưng hắn không ngờ chính hành động đó đã biến thành ngòi nổ kích hoạt bản năng sát thủ trong con người Kenshi, toàn bộ năng lượng đã được giải phóng hết mức. Một chiêu phi thiên ngự kiếm đã làm mặt mũi Kinei biến dạng, sau đó là một đòn hiểm làm đứt đoạn gân tay, từ giờ hắn không còn có thể dùng kiếm hại ai được nữa. Lúc này thú tính trong con người Kenshi đã dâng đến đỉnh điểm, anh quay ngược lưỡi kiếm định ra tay đại khai sát giới. Kaoru không đành lòng nhìn Kenshi vì mình mà tay nhúng chàm một lần nữa, cô dùng hết quyết tâm tự giải thoát cho chính mình rồi hét lên rằng hãy tha mạng cho hắn. Câu nói đó thực sự đã kéo Kenshi về với thực tại, nhưng Kinei không chịu được nỗi nhục này nên đã tự ra tay kết liễu chính mình. Cuối cùng cả Kenshi và Megumi đều quyết định ở lại giúp Kaoru khôi phục lại võ đường, không biết rằng những ngày tháng yên bình của họ có kéo dài được mãi không. Các bạn chờ đón xem phần tiếp theo nha. Bye bye.